Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mr. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chủ đề cũng không kém phần hấp dẫn và chắc chắn nhiều bạn ở đây cũng chưa biết. Và chủ đề đó là gì thì hãy cùng mình tìm hiểu sau ít phút nữa nhé. Xem xong đoạn clip vừa rồi chắc chắn nhiều bạn cũng đã đoán ra được chủ đề của ngày hôm nay là gì đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi vào chủ đề của ngày hôm nay. Ok, chủ đề của ngày hôm nay là những loại dược đỉnh trong đống phá thương khung mà Tiêu Viêm và Dược Lão đã từng dùng. Trước tiên để đi vào chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một chút về dược đỉnh. Đối với luyện dược sư mà nói thì kiếm được một cái dược đỉnh tốt như là một võ sĩ nắm trong tay một thanh bảo kiếm. Trên đấu khí đại lục thì vạn vật đều có phân chia cấp bậc, con người, ma thú, dược phẩm đều có. Vậy thì dược đỉnh cũng như thế. Để phân chia cấp bậc cho dược đỉnh thì chúng ta phải dựa vào cửa thông hỏa hay còn gọi là cửa khẩu hoặc là hỏa khẩu. Đầu tiên thì dược đỉnh càng cao cấp, càng hiếm có thì số lượng hỏa khẩu càng nhiều. Ảo diệu của hỏa khẩu ở chỗ là người ngoài nghề các bạn không thể xác định được, mà hỏa khẩu chính là lơi tinh hoa của dược đỉnh. Cần chế tạo cực kỳ tỉ mỉ, trong lúc chế tạo thì chỉ cần sai là một chút xíu thì dược đỉnh cũng sẽ trở thành phế phẩm. Cho nên dược đỉnh càng nhiều hỏa khẩu thì sẽ càng khó chế tác và đối với luyện dược sư thì sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn. Đương nhiên là với luyện dược sư mà nói thì muốn khống chế được dược đỉnh cao cấp, có nghĩa là nhiều hỏa khẩu, thì điều kiện cần phải có đó là linh hồn lực cường đại. Đối với đa phần các luyện dược sư mà nói thì khi mới bắt đầu luyện dược đều bắt đầu từ dược đỉnh có một hỏa khẩu. Do lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm mạnh hơn người thường nên từ lúc bắt đầu cậu ta đã dùng dược đỉnh có hai hỏa khẩu. Dược đỉnh trên làm bát giai từ nhất giai đến bát giai. Giai của dược đỉnh cao hay thấp phụ thuộc vào số hỏa khẩu của mỗi dược đỉnh. Trên bát giai còn tồn tại thiên bảng đỉnh. Thiên bảng đỉnh gồm bao nhiêu dược đỉnh, đó là những dược đỉnh nào, hình thành ra làm sao thì chúng ta sẽ nói ở phần cuối clip này nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những dược đỉnh mà Tiêu Viêm và Dược Lão đã sử dụng trong truyện hay là đã từng xuất hiện trong truyện. Lần đầu tiên Tiêu Viêm luyện dược đã dùng nhị giai dược đỉnh hay còn gọi là dược đỉnh cấp 2. Và dược đỉnh này có được từ phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Và dược đỉnh này được Tiêu Viêm sử dụng từ lúc này cho đến tận đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lần thứ nhất Dược Lão sử dụng dược đỉnh đó là dược đỉnh Hắc Ma, một trong những dược đỉnh nằm trong thiên bảng đỉnh. Dược Lão dùng dược đỉnh này là khi luyện lục phẩm đan dược phá ách đan cho Băng Hoàng Hải Đông Ba. Tại sao trước đó không thấy Dược Lão dùng dược đỉnh? Là những đan dược từ ngũ phẩm đan dược trở xuống thì với năng lực của Dược Lão chỉ cần dĩ hỏa vi lô cũng đã đủ rồi. Luyện phá ách đan chẳng qua là Dược Lão lúc này đang ở trạng thái là linh hồn thể nên mới cần sự trợ giúp của dược đỉnh để tăng xác suất thành công của đan dược. Dược đỉnh thứ hai Tiêu Viêm sử dụng đó là Hỏa Sơn Diễm Đỉnh. Dược đỉnh này là ngũ giai dược đỉnh. Dược đỉnh này vốn là của Đan Vương Cổ Hà đưa cho học trò của mình là Liễu Linh đi thi đấu ở đại hội luyện dược sư. Nhưng vì để đối phó với luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc nên Liễu Linh đã đưa cho Tiêu Viêm. Dược đỉnh thứ ba Tiêu Viêm sử dụng trong truyện, tuy không đề cập đến tên nhưng dược đỉnh này cũng là một dược đỉnh cao cấp. Dược đỉnh này thì cậu ta dùng để luyện chế Phục Linh Đan đánh thức linh hồn của Dược Lão đang ngủ say. Dược đỉnh thứ tư mà Tiêu Viêm đã sử dụng đó là Sơn Dung Đỉnh, cũng là một trong những dược đỉnh làm trong thiên bảng đỉnh. Dược đỉnh này Tiêu Viêm dùng để luyện chế Hỏa Bồ Đan, đan dược thất phẩm cao cấp cho cốc chủ Phần Viêm Cốc. Và từ này trở đi thì nhiều lần Tiêu Viêm đã luyện chế đan dược nhưng đều không nói đến dược đỉnh mà Tiêu Viêm đã dùng. Dược đỉnh thứ năm mà Tiêu Viêm đã sử dụng là dược đỉnh được tạo ra từ hỏa diễm do dị hỏa chi linh sau khi hoàng phục Tịnh Niên Yêu Hỏa. Lần này luyện dược thì được diễn ra tại dược tộc và cũng từ lần này trở đi mà Tiêu Viêm toàn dùng dược đỉnh do diện hỏa diễm chi linh này tạo ra. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần đó là thiên bảng đỉnh. Thiên bảng đỉnh danh như ý nghĩa, thiên bảng đỉnh ghi lại những dược đỉnh cực kỳ hoàn mỹ và kiệt xuất. Thiên bảng đỉnh có tổng cộng là 13 cái, trong đó mỗi một loại dược đỉnh đều làm cho vô số luyện dược sư bị hấp dẫn bởi ma lực của nó. Chúng ta sẽ đi vào từng loại dược đỉnh và xem 13 loại dược đỉnh đó là những dược đỉnh nào, tên của nó ra làm sao và hình thành như thế nào. Thứ nhất, Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Dược đỉnh này thì được hình thành từ trong hỗn độn. Thứ hai, Hắc Minh Đỉnh. Dược đỉnh này có thể cắn nuốt mọi loại hỏa diễm và cũng chính vì cắn nuốt nhiều ngọn hỏa diễm thế nên dược đỉnh này đã được hình thành. Thứ ba, Tử Nguyên Đỉnh. Dược đỉnh này được làm từ tử sắc kỳ lạ thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà hình thành. Thứ tư, Long Hồn Đỉnh. Dược đỉnh này thì do long tập sở tạo và chứa tinh hoa của long tinh. Thứ năm, Hổ Phách Đỉnh. Dược đỉnh này thì dùng hổ phách của bạch hổ nhập đỉnh mà chế tạo ra. Thứ 6, Phượng Minh Đỉnh. Tên như ý nghĩa, dược đỉnh này dùng máu của Phượng Hoàng dựng dục mà thành trong một thời gian rất dài. Thứ 7, Thánh Diệu Đỉnh. Dược đỉnh này được hình thành trong thế giới Quang Minh Bổn Nguyên qua hàng trăm năm.
Thứ 8, Hắc Ma Đỉnh. Dược đỉnh này được rèn luyện bởi Hắc Ma Thạch vô cùng quý giá. Dược đỉnh này Dược Đạo đã mất rất nhiều công sức để lấy được vào tay. Thứ 9, Đại Địa Chi Tâm Đỉnh, hay còn gọi là Sơn Dung Đỉnh. Dược đỉnh này dùng thổ bổn nguyên của cả một vùng đất rất rộng lớn để tạo thành. Thứ 10, Thâm Hải Chi Linh Đỉnh. Dược đỉnh này được tạo lên từ một loại san hô có độ cứng rắn mực nhất đấu khí đại lục. Thứ 11, Vẫn Tinh Đỉnh. Dược đỉnh này được tạo lên từ tinh vẫn thạch. 12, Xí Viêm Đỉnh. Dược đỉnh này do Hỏa Sơn Kỳ Thạch lâu năm trong nham thạch dựng dục mà thành. 13, Vạn Thú Đỉnh. Dược đỉnh này dùng linh hồn của vạn thú dung hợp lại mà tạo thành. Ok, trên đây là những loại dược đỉnh đã xuất hiện trong đấu phá thương khung cũng như các loại dược đỉnh trong thiên bảng đỉnh. Các bạn còn thấy loại dược đỉnh nào mà mình chưa đề cập đến có thể comment lại xuống phần bình luận cho mình. Nếu các bạn còn vấn đề nào muốn mình làm có thể để lại ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để xem dõi các clip tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.